không cười nhá, không hay nhá. Sau thời gian phân tách của chuyên gia dinh dưỡng bên kia, có lẽ là cô ta không ưa của cô số 7. Vì vậy thế nào cô ta cũng sẽ chọn cô số 7. Nhưng trời thưa đã nghĩa mời chúng tôi trước, chúng tôi chọn cô số 7 dàn mặt. Số 7, xin mời Lương Bích Hữu, em chọn số mấy? Theo như nãy giờ anh Tiến Thành thì nói là chọn số 7. Anh nghĩ là số 1 là đúng luôn á. Thì chọn đầu đi, rồi chọn đầu một. Anh đã đầu xong mà em cuối xong. Số 1 là hay nhất rồi. Vậy đi. Số 1 đó là sự lựa chọn của đội Trường Ca. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe hai bạn này hát bằng giọng thật của mình. Đầu tiên sẽ là số 7 với sự lựa chọn của đội Trấn Thành.